Trời ơi, chị Đô La này cũng đi theo nữa nè. Sao cái này quán quyết bên anh Su ghê vậy? Chị Su. Ừ, chị Su. Anh Đô La con kia cũng đực mà. Con kia đực. Con kia đực hả chị Hồng hả? Ờ, con kia đực. Chị Hồng mới mua cái ghế cho Su các bạn, nên là giờ xách ra cho Su nó nằm nó canh với chị Hồng. Một cái giường xếp quả là thương còn hơn con ruột nữa. Nhiều bạn comment là ước gì mình được giống như Su, được chăm sóc như vậy. Mà mình cũng ganh tị với Su thiệt, mua quần áo rồi đủ thứ hết, chăm sóc như con ruột của mình. Bỏ đâu chị? Chị Hồng mới mua cho bé Su cái giường, cái ghế chứ hả? Ghế xếp. Ghế xếp để bé Su nằm. Nằm ở trong không có chạy lung tung ra đường. Lên con. Lên đi Su. Trời ơi. Mới đá hả chị? Nằm yên đó đi con. Chạy ra đường rồi coi chừng đó. Ngồi thấy thương không? Lưng dễ sợ lên chưa? Chị mua ghế hồi nào vậy? Chưa hả? Hết nhiêu vậy? 300. Mua cho nó ngồi nên nó khỏi đi lung tung hả? Cho nó đừng đi lung tung, ngồi nó dễ dựng coi chừng á. Sâu sâu. Ngồi chị ở cho nó ăn giết luôn á. Kìa, nhỏ cái Đô La kìa. Ăn nhiều quá nó bị béo phì với tim mạch thôi. Đây. Chị Hồng bán ở đây thì bé Su rồi mình kia không có cho nó chạy đi lung tung nữa. Một cái thế nằm dưới đất thương quá chị. Hả? Một cái thế nằm dưới đất thương quá hả? Nằm dưới đất dưới nó dơ bộ đồ hết hả? Dạ. Đây, nằm im đây. Coi nằm cái thứ nè. Cái tay vĩnh vĩnh nghe nó ghê. Su ha. Nằm đây đi. Nằm yên đó, không có chạy đi đâu á. Trời ngon dữ kìa. Ngon các bạn. Coi à, bữa nay quá trời quá đất rồi. Chành bành cái mông luôn rồi kìa. Lung tung. Coi nằm thấy thương. Đây. Ghế mới keo luôn các bạn. Không những ống nâu ống nần mà còn chặt đồ luôn. Dễ sợ ha. Đây. Ghê không? Nãy giờ không mắc cỡ, giờ con mặt mắc cỡ quá vậy. Dặn con là đừng có ăn nhiều mà sao con không nghe Su hả? Con ăn hả phô mai xúc xích quan ớt gì mà hả coi cái mặt bí xị kìa, xị xuống kìa đó, mới nấu mấy câu mà mặt bí xị rồi. Là
làm như là quay ngước lắm vậy đó. Ăn rồi mặc thù là qua chịu trách nhiệm. Đây xe bán đồ viên chiên của chị Hồng nằm ở cái cổng của trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũ các bạn. Đây. Mọi người có ghé công an qua đây thì ủng hộ cho chị Hồng nha. Chị Hồng bán ở đây thì bán để bán cho Su. Đó, Su nó ngồi rồi các bạn. Đồ phong phú lắm các bạn. Rồi bán đồ viên chiên thì chị Hồng còn bán chân gà sa tắc. Chân gà sa tắc thì hôm bữa trước mình có ăn rồi, ăn ngon, giòn. Nha, ăn phô mai không? Hả? Còn phô mai không? Ơi, à, mập chứ còn cục thịt cái lầu nha, này nhìn ghê không? Sao? Mày ăn cục thịt nè. Hả? Có nọng luôn đó. Nọng nè. Rồi, ơi, nói nó làm như là nó quen nước cho nó vậy. Ai vô quen giá quà cho nó sao á. Mặt như là một mặt đưa đám. Sao vậy? Nãy vui lắm mà. Chị Hồng chưa mua ghế cho mình mà đã mua cho Su rồi nè. Thương dữ vậy đó. Hãy vui lên chứ con. Mới dọn hàng ra thì vui lên người ta mới tới mua chứ. Ngồi chù ụ vậy sao được. Đúng. Nhìn hả? Ai nói không đúng vậy con hả? Nói đúng hay sai? Chị Hồng bữa nào chị thử cân nó thử bao nhiêu ký rồi? Con này lấy dây đo cổ nó luôn chứ cân. Không cho ông Sư Quang đây. Wow không chị Hồng nè. Trời ơi trời. Cũng dữ dằn lắm. Biết đổi gì đâu. Đâu phải hiền. Hiền gì đâu. Ừ. Không trang là wow chân chị Hồng rồi đó. Đúng không? Đúng không Su? Trời ơi là trời. Nội im. Ngồi xuống đó. Không cho ăn đây. Không trang là wow chân người ta mà ăn thì mập. Ừ. Mập thay ra đó. Mập có thay ra xấu trai nha, xấu gái nha. Không ai thương nha không? Trời ơi, chỉ có mẹ Hồng thương thôi. Ừ. Anh em uống nào uống đồ rồi, mấy ngày không gặp. Về, có ý kiến gì không? Sâu. Sâu. Có ý kiến gì không? Mặt lơ lơ. Ghé không? Tay dĩnh lên như nghe ai nói xấu gì vậy? Chị Hồng đang nướng đồ các bạn. Còn cái này là chị Hồng đang nướng đồ trong khi bé Su Mập của chúng ta là nằm ở ngoài xa không? Đại ăn. Dạ. Bạn nào yêu mến em Su Mập thì xuống làng Đại Học ăn xuyên que và chụp hình thoải mái. Có mấy người ở xa. Xuống này tới từ kia đó không mua mà tới xuống tới đây thì gặp cái sông qua. Dạ. Xuống ăn xiên que và chụp hình với em Su Mập của chúng ta thì sắp sửa sư thì có một cô đó sắp sửa gửi tiền về chắc chút xíu nữa nhận à. Rồi quà thì chắc cũng tuần sau có ai gọi điện thoại hay sao chị? Có cô đó gửi tiền cho người đó cặp lại để cho mua đồ ăn Su chứ đã yêu động vật thấy thương quá nha. Bao nhiêu lần vậy? Có người gửi tiền cho bé Su à các bạn? Bé Su bữa nay bé Su sướng lắm mà bé Su hưng lắm. Không cho ăn thì bé cắn. Vậy mà kêu là nhịn cân. Giảm thì bây giờ không giảm được rồi. Bây giờ không biết cần sao chỉ có mô mình thì hai cái miệng lại chứ trời. Đây nha các bạn. Đây
chó chưa mà. Chị bán này lâu chưa chị Hồng? Chị bán cái tủ xung quanh này bán được 4 năm rồi cơ. 4 năm rồi. Chị Hồng bán đây được 4 năm rồi các bạn. Bán gì mình để nuôi em Su đây. Mua cho mình ngày nay nè. Tủ TV này là chị Hồng, một mình chị Hồng làm. Từ khâu đi chợ tới khâu bạn nào mà ghé đây thì nhớ mua ủng hộ cho chị Hồng nha. Thời gian đi ra đất thì ủng hộ cho chị Hồng. Này, còn em Su coi. Đó là một hình mất. Nãy giờ nằm trong này nè. Đây là Su. Su ơi, xuống đây con. Xuống đây. Cho xuống á, xuống đi. Xuống đây. Chị Hồng cho xuống á. Chị Hồng chị cho nó xuống rồi, thử nó cho nó xuống không rồi. Chưa được một tháng mà đã chật rồi. Vậy mà kiểu giảm cân. Sao thôi vậy Su? Thì Hồng không cho con ăn này thôi. Con phải biết nghe lời làm sao mà hả? Con cào con gấu người ta. Cào mà hả? Rách cái giò của người ta luôn mới chịu. Dạ, ăn biết rồi mà. Ai biết từ cái thân hình này. Không biết cái con này con gì nè. Bụng nè. Mặt mày thì nhìn thấy ớn à. Nói xong là mặt sụ sụ liền à. Sụ á. Nói xong mặt sụ liền các bạn. Mặt này như đưa đám liền. Ừ, coi kìa, coi kìa. Mới dọn hàng ra có mặt con vui lên chứ. Cái mặt vậy thì sao mà bán ai mua. Cái mặt vui vui lên chứ. Ủa chị nó bị bệnh gì chị? Bị cái bú á. À. Mặt đưa đám vậy. Làm sao? Bác sĩ sau khi chị Hồng đưa Su đi khám thì bác sĩ nói em với Su bị bú. Năm đó và đã cho to thuốc uống rồi. Nè nó bị bú ở bên này nọ. À, à bú bên hông không không phải. Bác sĩ cho toa thuốc rồi chứ chị. Bác sĩ có kê toa thuốc cho Su uống rồi các bạn. Quan tâm chăm sóc dữ dằn vậy đó. Hỏi